Bạn có 100 triệu đồng, thích chạy xe tay ga nhưng không phải là Honda SH 150i quá phổ thông thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc, Aprilia SR GT 200. Xe mang thiết kế hầm hố với kiểu dáng của một chiếc xe đa dụng. Nhìn to lớn thế nhưng chiếc xe này ngắn hơn SH 150i 170mm, tuy nhiên trục cơ sở lại dài hơn 6mm. Khoảng sáng gầm của chiếc xe này đạt 170mm, tốt hơn Honda ADV 150 đến 10mm. Kính chắn gió cao, tối màu, tuy nhiên không thể điều chỉnh được. Chiếc xe cho tư thế ngồi thẳng đứng nhờ ghi đông cao và rộng. Nếu cao dưới 1m7 thì chiếc xe này sẽ khiến cho bạn gặp đôi chút khó khăn bởi vì chiều cao yên lên đến 799mm. Phanh trước và phanh sau đều là dạng đĩa, tuy nhiên chỉ có phanh trước được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đèn LED được trang bị ở đây, ở đây, ở đây và ở đây nữa. Xe gần 100 triệu nhưng chìa khóa vẫn là dạng cơ, muốn sử dụng phải rút ra, cắm vào ổ khóa rồi mới có thể nổ máy được. Lớp sau là loại 13 inch, kích thước này có khá ít lựa chọn tại Việt Nam. Thiết kế bình xăng đặt phía trước nên cốp xe khá rộng rãi, có thể để vừa được 1 mũ 3/4 loại nhỏ. Ngoài ra, yên xe có trợ lực nên việc đóng lại khá là nhẹ nhàng. Có tên gọi là SR GT 200 nhưng chiếc xe này chỉ được trang bị động cơ 174 phân khối, đồng nghĩa với việc bạn chỉ cần có bằng lái A1 là đã có thể điều khiển được chiếc xe. Tính đến hiện tại thì đây là mẫu xe tay ga dưới 175 phân khối mạnh nhất trên thị trường, với công suất 17,4 mã lực và mô men xoắn cực đại 16,5 Nm. Động cơ lớn nên đi kèm là âm thanh không mấy im ắng. Tư thế ngồi của chiếc xe này thoải mái, xe tương đối cao nên nếu chưa quen sẽ gặp đôi chút khó khăn khi vào cua ở tốc độ nhanh. Nhờ trục cơ sở ngắn nên chiếc xe này quay đầu dễ dàng ở không gian nhỏ, tuy nhiên bề rộng tương đối lớn nên còn phải canh xe kỹ hơn. So với những chiếc xe tay ga khác dưới 175 phân khối thì SR GT 200 cho ga đầu lanh hơn, tuy nhiên tốc độ tối đa không quá ấn tượng. Giảm sốc trước với hành trình 120mm cho cảm giác êm ái, đặc biệt là khi đi trên đường gồ ghề. Giảm sốc sau dạng đôi nhưng chưa có điều chỉnh tốc độ nén và hồi. Cầm lái một chiếc xe đa dụng nên tôi không thể nào chạy như thế này mãi. Bây giờ tôi sẽ thử một chút off-road để xem chiếc xe này hoạt động như thế nào. Aprilia SR GT 200 được phân phối với hai phiên bản, đi kèm giá bán là 97,5 triệu và 99 triệu đồng. Lợi thế của chiếc xe này đó chính là được phân phối chính hãng, trong khi đó đối thủ Honda ADV 150 hiện vẫn đang được phân phối bởi đại lý tư nhân. Trong cùng tầm giá thì Aprilia SR GT 200 cạnh tranh với Honda SH 150i, Vespa Sprint 150 cũng như là Piaggio Medley S 150.